Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, về sự đau khổ và cái chết của chúng ta, Kinh Thánh nói gì cho với chúng ta? Thì trong sách Khôn Ngoan nói rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, và Thiên Chúa cũng không vui thích gì khi nhìn thấy chúng ta phải chết. Đồng thời, Thiên Chúa cũng không làm ra sự đau khổ. Vậy thì đau khổ và cái chết từ đâu mà có? Thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng đau khổ và cái chết chỉ sau khi con người phạm tội, sau khi con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ, từ đó con người phải chịu đau khổ và phải chịu chết. Con người phải chịu đau khổ và phải chịu chết là do chúng ta không vâng theo lời của Thiên Chúa. Thế nhưng khi Chúa Giêsu nhập thể làm người thì đau khổ và cái chết có một giá trị khác, đó là có một giá trị thanh tẩy chúng ta, đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài không có tội lỗi gì, nhưng khi Ngài đi vào, Ngài mặc lấy thân xác con người và đi vào trần gian này, Ngài đã trở nên giống như chúng ta, như ở trong bài trích thư gửi tín hữu Hy-bri hay là trích thư gửi tín hữu Do Thái mà chúng ta vừa nghe. Tác giả thư Do Thái nói cho chúng ta biết rằng: "Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện: Nài xin lên đấng có quyền năng cứu mọi người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người." Như vậy, tác giả thư Do Thái cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, mặc lấy thân xác con người, Ngài đã chấp nhận đi vào con đường đau khổ và con đường chịu chết, để rồi đem lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Và những ai muốn được cứu độ thì phải liên hệ với chính Chúa Giêsu, phải liên kết với chính Chúa Giêsu, và chắc chắn chúng ta liên kết trong sự sống vĩnh cửu thì chúng ta cũng phải liên kết trong sự đau khổ và sự chết mà Ngài đã trải qua. Do đó nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse, Ngài đã nói với dân thành Côlôse rằng những đau khổ Ngài phải chịu là để nhằm đem lại lợi ích cho anh em. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, hay là còn gọi việc kính nhớ bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Đức Maria đã có những liên hệ rõ ràng với Chúa Giêsu khi Ngài nhận lời của sứ thần Gabriel, khi Ngài thưa xin vâng, thì ngôi hai Thiên Chúa nhập thể
làm người và ngự trong cung lòng của Đức Maria. Đức Maria liên hệ với Chúa Giêsu trong là Ngài là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Chúa Giêsu. Do đó nên Đức Maria đã liên hệ trong sự đau khổ, đã chấp nhận con đường mà Chúa Giêsu mời gọi: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Thì Đức Mẹ đã thực sự trở thành người môn đệ, trở thành mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Chúa Giêsu. Khi Đức Maria đã bắt đầu cái con đường, đó là con đường vác thập giá theo Chúa Giêsu. Bảy sự đau đớn Đức Mẹ chúng ta suy ngẫm, suy niệm hàng ngày, đó là việc đầu tiên với việc Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Ông Simeon là tiên tri ở trong đền thờ đã ẵm Chúa Giêsu và đã tin báo về Chúa Giêsu, đặc biệt đã nói về Đức Maria rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Và đây là lời tiên tri nói về, nói cho Đức Maria biết rằng Ngài phải chịu đau khổ như cùng với Chúa Giêsu. Đồng thời chúng ta cũng suy niệm về việc Đức Maria đưa Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập vì người, vì vua Herode đang tìm giết Chúa Giêsu. Và chắc chắn trong những lúc mà còn đang nuôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu còn bé như vậy, bồng ấm nhau đi sang, đi trốn tránh là một sự vất vả, là đau khổ. Và đồng thời chúng ta cũng suy niệm về việc khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi thì Chúa Giêsu đi đền thờ ở Jerusalem và lạc mất. Đức Maria chắc chắn cũng đôn đáo để đi tìm Chúa Giêsu. Người mẹ nào chắc chắn cũng thương con cái của mình, đặc biệt là con của mình còn nhỏ, thì Đức Maria chắc chắn cũng phải đi tìm kiếm và cũng chịu đau khổ để tìm kiếm Chúa Giêsu. Và đặc biệt chúng ta suy niệm về cuộc thương khó, trong cuộc thương khó có sự hiện diện của Đức Maria. Ngắm thứ bốn trong bảy sự đau đớn Đức Mẹ, chúng ta suy ngắm việc Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác cây thập giá. Chắc chắn không có người mẹ nào thích con cái của mình phải chịu đau khổ, phải chịu vác cây thập giá đi hành hình hết. Lúc đó Đức Maria rất là đau khổ vì chứng kiến con của mình phải bị người ta nhục mạ và người ta chất lên cây thập giá để vác lên đồi Golgotha. Đồng thời như vậy, chúng ta cũng chiêm ngắm việc Đức Maria đứng ở dưới chân cây thập giá và nhận những lời trăn trối của Chúa Giêsu cho Đức Mẹ. Và chắc chắn Đức Maria cũng chứng kiến việc người ta lấy cây giáo và đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu. Và chắc chắn Đức Maria cũng sẽ rất đau khổ về những điều mà người ta đã làm cho con của mình. Và ngắm thứ sáu, chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu được cất xác xuống và trao xác đó cho Đức Mẹ. Đức Mẹ bồng ấm xác Chúa Giêsu là con của Ngài ở trong lòng, và chắc chắn Đức Maria sẽ cảm thấy rất đau khổ ở trong tâm hồn của mình vì người con duy nhất của mình giờ đây đã chết. Đồng thời chúng ta ngắm suy niệm về mầu nhiệm đau khổ của Đức Maria là mầu nhiệm cuối cùng. Mầu nhiệm thứ bảy là việc táng xác Chúa Giêsu trong hang đá. Chắc chắn Đức Maria rất đau khổ vì chứng kiến con của mình phải chôn cất ở trong mộ, và con của mình giờ đây Đức Maria không còn nhìn thấy nữa và rất là đau khổ. Qua những sự qua việc suy niệm những sự đau đớn của Đức Mẹ này, để chúng ta thấy được sự liên hệ của Đức Mẹ đối với Chúa Giêsu, đặc biệt là sự liên hệ trong sự đau khổ của Chúa Giêsu. Và trong bài đọc thư Hiếp-ri ngày hôm nay nói rằng chính khi mà Chúa Giêsu đã chấp nhận
đi vâng phục thánh ý Chúa Cha và chấp nhận đau khổ và chấp nhận sự chết thì đến mức thập toàn và đem lại ơn cứu độ cho hết thảy chúng ta. Thì Đức Maria cũng được thông công vào sự đau khổ của Chúa Giêsu và đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ, đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Do đó nên ngày hôm nay chúng ta mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, hay là chúng ta suy niệm về sự đau khổ của Đức Maria, là chúng ta nhớ tới nguồn ơn cứu độ của tất cả chúng ta. Ơn cứu độ của chúng ta nhờ Đức Giêsu và nhờ sự đau khổ của Đức Mẹ, sự thông công vào sự đau khổ Đức Mẹ đã thông công với Chúa Giêsu thì đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ, đem lại hạnh phúc. Thánh Phaolô là một con người, là một tông đồ bình thường, mà Ngài còn nói rằng những đau khổ Ngài chịu là để làm cho thân thể của Ngài là giáo hội được vững mạnh, được phát triển. Thì Đức Maria là một người ưu tú ở trong giáo hội, là mẹ của giáo hội, Ngài chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu thì chắc chắn đem lại một giá trị rất lớn cho giáo hội và cho tất cả chúng ta, đem lại một hạnh phúc cho hết thảy chúng ta. Dâng lễ Đức Maria Sầu Bi ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ này không phải chúng ta tôn vinh sự đau khổ, không phải là chúng ta yêu thích sự đau khổ, cho bằng chúng ta nhìn vào thực tế, đó là chúng ta cũng có rất nhiều đau khổ ở trong đời sống của mình. Và đặc biệt trong ngày dâng lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày hôm nay, chúng ta nhớ tới những người mẹ gặp rất nhiều đau khổ ở trong đời sống của mình, đau khổ ở trong gia đình của mình, đau khổ vì con cái của mình. Và thực sự với anh chị em, chắc chắn ở đây tôi không biết, nhưng ở cộng đoàn của tôi làm mục vụ, tôi cũng biết có những người mẹ rất là đau khổ, phải chứng kiến con của mình bị bắt, công an họ đến họ bắt vì phạm pháp, vì sử dụng ma túy, buôn bán ma túy, nghiện ngập, và công an họ bắt. Họ không cho kể cả đưa một ly nước cho người con của mình, họ cũng không cho. Và chắc chắn những người mẹ đấy rất là đau khổ trong cái việc mà chứng kiến con cái của mình bị bắt bớ. Do đó nên ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày hôm nay, chúng ta không có tôn vinh sự đau khổ, không bao giờ chúng ta được phép tôn vinh sự đau khổ, cho bằng chúng ta phải chấp nhận một sự đau khổ thực tế, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang gặp những đau khổ, những khó khăn ở trong đời sống của mình. Và để chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể vượt qua được những đau khổ của mình, thì chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên thập giá, hãy suy niệm về việc Đức Maria đứng ở chân thập giá và chứng kiến việc con của mình bị chết. Đồng thời, chúng ta hãy nhớ lại lời trăn trối của Chúa Giêsu với Thánh Gioan, như ở trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Thánh Gioan là đại diện cho toàn thể nhân loại này. Khi Chúa Giêsu trăn trối Đức Maria cho Thánh Gioan và trăn trối Thánh Gioan cho Đức Maria, vậy thì Chúa Giêsu cũng trăn trối nhân loại này cho Đức Maria, và đồng thời cũng trăn trối nhân loại này hãy đón tiếp Đức Maria vào trong nhà của mình. Và trong tin mừng nói, kể từ giờ đó thì người môn đệ rước mẹ của mình về nhà mình. Thì trong đời sống của anh chị em, nếu chúng ta có gặp nhiều đau khổ ở trong đời sống của mình thì chúng ta cũng được mời gọi chính Chúa Giêsu trăn trối cho chúng ta Đức Maria. Và trong tin mừng nói, Thánh Gioan rước Đức Maria về nhà mình, thì anh chị em cũng hãy rước Đức Maria về trong nhà của anh chị em. Và khi rước Đức Maria về trong nhà của mình thì chúng ta nhìn lên sự đau khổ của Đức Maria
để chúng ta có được sự an ủi ở trong đời sống của mình. Chúng ta chấp nhận những đau khổ mà nhiều khi không phải do lỗi của mình, nhưng nhiều khi do sự yếu đuối, do xác thịt, do ma quỷ, do thế gian này gây ra cho chúng ta. Và nếu chúng ta có được sự an ủi, đó là Đức Maria hiện diện ở trong nhà của mình, thì chắc chắn sự đau khổ mà chúng ta gặp, chúng ta rất dễ dàng để vượt qua. Đồng thời, sự đau khổ chúng ta chịu để rồi thanh tẩy tâm hồn của chúng ta. Trong một bài phỏng vấn giữa một người, họ đã từng chứng kiến những người mà ở trong lửa luyện ngục trở về với họ và xin họ cầu nguyện, thì họ khẳng định rằng khi chúng ta gặp đau khổ ở trong đời sống của mình mà chúng ta biết dâng những đau khổ đó để kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu ở trên cây thập giá, thì sẽ thanh tẩy tâm hồn, thanh luyện tâm hồn của chúng ta, và chúng ta sẽ được Chúa như là một sự thanh luyện ở đời này và được cứu độ đời sau. Do đó nên nếu chúng ta trong đời sống của chúng ta khi gặp những đau khổ ở trong đời sống của mình, chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta nhìn nhớ tới Đức Maria đang hiện diện ở dưới cây thập giá, và chúng ta dâng những đau khổ ấy lên cho Chúa, và đồng thời kết hợp với những đau khổ của Đức Maria, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an ủi và được chữa lành ở vết thương ở trong tâm hồn do tội lỗi, do yếu đuối của chúng ta. Chúng ta cùng với cộng đoàn giáo xứ Trung Thành ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria Sầu Bi, ước gì cộng đoàn chúng ta nhận Đức Maria Sầu Bi làm bổn mạng, thì mỗi gia đình, mỗi người chúng ta hãy đón rước Đức Maria về nhà mình, vào trong tâm hồn của mình. Dù chúng ta ở đây hay là chúng ta ở đâu, mà nếu chúng ta luôn luôn suy nghĩ rằng chúng ta đón rước Đức Maria về nhà mình, như lời trăn trối của Chúa Giêsu cho Thánh Gioan, này là mẹ của con và người môn đệ, rước Đức Maria về nhà mình và chăm sóc Đức Maria. Thì nếu chúng ta rước Đức Maria về nhà mình, rước Đức Maria vào trong tâm hồn của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ mừng lễ có giá trị. Đồng thời, Đức Maria cũng luôn luôn đồng hành với chúng ta, đồng hành với gia đình của chúng ta, đồng hành với giáo xứ của chúng ta, và chúng ta sẽ vượt qua những đau khổ, những khó khăn ở đời này, để chúng ta sẽ được sum họp cùng với đại gia đình của Chúa, trong đó có Đức Maria đã chiến thắng ở trong nước trời. Amen.